Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi nội dung lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Được lòng dân thì việc gì cũng làm được, trái ý dân thì chạy ngược chạy xuôi. Lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài Sẽ được mấy lâu, đăng trên báo Nhân dân số 122 từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 1953. Đây là giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta bước vào tổng phản công, quyết giành thắng lợi cuối cùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải hành động vì dân, thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như vậy, nhân dân mới tin tưởng và ủng hộ chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự quân khu 7 và Tòa án quân sự quân khu 7 khu vực 2 tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Tham gia lớp học, các học viên được phổ biến giáo dục pháp luật với 5 chuyên đề gồm Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, Thông tư 157/2013, Bộ Quốc phòng quy định về quản lý đất quốc phòng, tình hình vi phạm an toàn giao thông trong quân đội và quy định của nhà nước quân đội về bảo đảm khi tham gia giao thông. Một số quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đảm bảo quyền con người trong hoạt động tố tụng cụ thể hóa công ước chống tra tấn. Lớp phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp hóa chất mỏ Nam Bộ, Mico, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, cụm thi đua số 3 đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018. Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cụm thi đua số 3 hiện có 30 đơn vị thành viên trực thuộc là các doanh nghiệp cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị đã tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng. Các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời còn tổ chức phát động các đợt thi đua như thi đua quyết thắng trong lực lượng tự vệ, thi đua lập thành tích mừng đảng mừng xuân, thi đua đột kích 50 ngày đêm thần tốc quyết thắng. Đặc biệt đợt thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, xây dựng và triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu về thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các phong trào khác do địa phương và cơ quan chủ quản phát động như xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo. Ban Chỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ cùng với lực lượng bảo vệ các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số vào các ngày nghỉ lễ Tết. Tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đơn vị luôn vững vàng, ổn định. Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cử các đối tượng 2 và 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do cơ quan quân sự tổ chức, xây dựng đầy đủ các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu của cơ quan quân sự cấp trên, đảm bảo đúng nội dung và thời gian, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuần qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức họp mặt gia đình tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam và tuyên dương các em học sinh giỏi 5 năm liền trong lực lượng vũ trang tỉnh nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi và tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Đại tá Ngô Quốc Quang, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đến dự và động viên các em trong buổi gặp mặt. Buổi họp mặt là dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, phương pháp dạy dỗ của gia đình đối với các con, qua đó giúp cho cán bộ quân nhân trong lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao nhận thức về ngày Gia đình Việt Nam. Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tặng quà cho 130 em học sinh giỏi 5 năm liền là con của cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong lực lượng vũ trang tỉnh, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Thăm hỏi, tặng quà gia đình và các em bị bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh, có hạnh kiểm tốt, có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập cho 6 em, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Thưa các đồng chí và quý vị, chiếm trên 23% trong tổng số cán bộ sĩ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
các sĩ quan trẻ là những người tham gia trực tiếp công tác quản lý, giáo dục, huấn luyện, đảm nhận các nhiệm vụ tham mưu giúp việc, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Qua thực tiễn công tác, ngày càng có nhiều sĩ quan trẻ khẳng định được vị trí, vai trò, tính tiên phong xung kích trong học tập và công tác, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong phần cuối chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi ghi nhận về hoạt động của các cán bộ, sĩ quan trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, doanh trại xanh, sạch, đẹp, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và xây dựng được hình ảnh tốt đẹp của lực lượng vũ trang tỉnh trong lòng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Đóng góp vào thành tích chung đó có một phần công sức, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của đội ngũ sĩ quan trẻ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Đánh giá đúng tầm quan trọng của lực lượng sĩ quan trẻ, những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã luôn xác định việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và là nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị hàng năm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nói chung và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Nhờ đó, các sĩ quan trẻ đã không ngừng được tạo điều kiện học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như năng lực. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị đã mạnh dạn đề xuất Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự trao cho các sĩ quan trẻ đảm nhận những trọng trách quan trọng của đơn vị để các đồng chí có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Còn với bản thân đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ đều có ý thức tự học, tự rèn, tự tin trong cuộc sống và công việc. Gương mẫu trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ quy định của đơn vị, xây dựng nề nếp chính quy, luôn là những người xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Trên xác định được cái cương vị chức trách, nhiệm vụ của tổ chức phân công và đặc biệt hơn nữa là một sĩ quan quân đội nhân Việt Nam làm nhiệm vụ trong cái công tác chuyên ngành kỹ thuật thì bản thân luôn quán triệt sâu sắc về cái đường lối quan điểm và cái nhiệm vụ đặc thù, đặt cái nhiệm vụ lên hàng đầu và bản thân luôn xây dựng quyết tâm hoàn thành cái chức trách nhiệm vụ trong quá trình xây dựng, góp phần vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Và trên cương vị là một sĩ quan chỉ huy, cán bộ lãnh đạo ở đơn vị thì bản thân đối với cán bộ chiến sĩ cấp dưới thì bản thân luôn hòa đồng, gần gũi, quan tâm động viên đối với cán bộ chiến sĩ để xây dựng cái mối tinh thần đoàn kết thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Tại hội thảo sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, cán bộ sĩ quan trẻ đã cho thấy phần nào bản lĩnh chính trị cũng như trình độ chuyên môn khi tích cực tham gia các ý kiến đóng góp vào hai nội dung: bản lĩnh tư tưởng, động cơ nghề nghiệp và chính sách đãi ngộ cho sĩ quan trẻ, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản giữ gìn tốt vũ khí trang bị kỹ thuật. Điều đó được thể hiện rõ hơn trong quá trình các sĩ quan trẻ thực hiện nhiệm vụ của mình. Đại úy Nguyễn Thế Thắng công tác tại Ban tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trước khi về đảm nhận công tác tại Ban tuyên huấn, Thắng là chính trị viên tại Đại đội Bộ Binh 3, Trung đoàn Minh Đạm, đơn vị chính đảm nhận công tác huấn luyện chiến sĩ mới sau khi nhập ngũ của lực lượng vũ trang tỉnh. Bằng sự chân tình của người đàn anh cùng kinh nghiệm thực tiễn hơn 5 năm trong môi trường quân ngũ, Đại úy Nguyễn Thế Thắng kịp thời nắm bắt hoàn cảnh của các chiến sĩ trong đơn vị. Với những trường hợp gia đình khó khăn hoặc có biểu hiện dao động do chưa quen môi trường quân đội, Đại úy Thắng động viên tinh thần, đồng thời báo cáo đề xuất với chỉ huy trung đoàn có hướng hỗ trợ, giúp đỡ. Sau thời gian công tác tại Trung đoàn Minh Đạm, năm 2016, Đại úy Thắng được chuyển về nhận nhiệm vụ tại Ban tuyên huấn Phòng Chính trị. Với nhiệm vụ được giao là phụ trách công tác tuyên truyền của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, anh chủ động soạn thảo các bài giảng, trực tiếp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng. Để các bài giảng dễ tiếp cận với người nghe, giúp họ nắm bắt nhanh và nhớ lâu,
Trong quá trình soạn thảo văn bản, anh chủ động tìm kiếm, tham khảo các tài liệu trên sách báo và bổ sung những câu chuyện thực tế vào giáo án của mình. Thì đối với chúng tôi là những sĩ quan đã được đào tạo qua các trường trong quân đội và thực tiễn trong suốt những năm mà được đào tạo trong nhà trường, thì ngoài về những kiến thức về quân sự, chính trị và khoa và những nội dung khác, thì bản thân chúng tôi còn được đào tạo về nâng cao cái bản lĩnh chính trị. Có nghĩa là nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu thì đối với những người sĩ quan trẻ thì luôn được xác định ý thức là sẵn sàng chấp nhận những cái hy sinh để có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà khi các thế lực thù địch đang tăng cường cái hoạt động diễn biến hòa bình nhằm thúc đẩy cái sự tự chuyển hóa trong tư tưởng, nhằm ảnh hưởng tới cái lối sống và những suy nghĩ của đội ngũ sĩ quan trẻ, thì riêng bản thân chúng tôi luôn xác định một cái sự kiên định là tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lúc nào cũng thể hiện một cái vai trò của người lính Cụ Hồ, gắn bó và luôn theo sát với cái sự hoạt động của bà con nhân dân để có thể là giúp đỡ bà con nhân dân, để bảo vệ bà con, nhằm tô thắm thêm hình ảnh của người lính trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đại úy Nguyễn Trọng Hiếu nhận nhiệm vụ trợ lý tham mưu phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ năm 2016. Trong vai trò là người trợ lý tham mưu, Đại úy Hiếu đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng các kế hoạch triển khai đến các đơn vị địa phương trực thuộc. Với kinh nghiệm thực tế đã từng trải qua tại các đơn vị chủ lực, anh mạnh dạn tham mưu cho thủ trưởng đơn vị trong từng phần việc cụ thể, vừa đảm bảo yêu cầu của nhiệm vụ, vừa phù hợp với tình hình địa phương. Đặc biệt là mình cũng đã công tác trong quân đội cũng một thời gian rồi, thì ít nhất mình cũng có một số kinh nghiệm. Thì đối với những sĩ quan trẻ mới về đơn vị á, thì đa số là những đồng chí sĩ quan mới ra trường, thì trình độ kinh nghiệm cũng còn nhiều hạn chế. Thì bản thân mình thì mình cũng chia sẻ, thứ nhất là kinh nghiệm làm việc của mình để cho các đồng chí sĩ quan trẻ họ biết được những cái thực tế ở đơn vị nó khác với là những cái kiến thức ở trong trường học là như thế nào, để họ hòa nhập với công việc nó nhanh hơn. Thứ hai nữa là đối với sĩ quan trẻ thì cái tính năng động trong công việc nó rất là quan trọng. Mình cũng chia sẻ những cái đó, và trong những cái hoạt động của đơn vị này, rồi công việc thực tế, thì từ những cái công việc đó mình chia sẻ, mình giúp đỡ những sĩ quan trẻ. Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều sĩ quan trẻ đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được sự tin yêu của đồng chí, đồng đội, sự tín nhiệm của thủ trưởng cấp trên. Các sĩ quan trẻ được học tập, đào tạo bài bản tại các trường quân sự chính quy, làm việc trong môi trường được trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, có nhiều cơ hội để khẳng định bản lĩnh cũng như thể hiện hết khả năng của mình. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như các đơn vị luôn quan tâm hỗ trợ cho lực lượng này. Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các sĩ quan trẻ đã và đang từng ngày góp phần vào thành tích chung của lực lượng vũ trang tỉnh. Với sự năng nổ, nhiệt tình của tuổi trẻ cùng tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiều sĩ quan trẻ đã thể hiện được bản lĩnh của người lãnh đạo chỉ huy, có phương pháp, tác phong công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên tin tưởng, đồng chí, đồng đội yêu mến. Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.